Cho vừa cá thôi. Quay phim được không? Quay cho ba coi nhỉ. Vậy để đấy. Đâu, xem Miu làm gì ạ? Mà con ngủ được, con ngủ dưới trời. Thôi, nhẹ thôi. Làm được Được à? sao? Thế thôi vào nhà xem có cái gì lấy được ra đây chơi nhỉ? Đi. Từ từ Làm cái à? đường dây á. Sửa cái đường đi. Làm cái đường nó đẹp đó. Tôi phải dốc đây à? Ừ. Đây là dốc để làm miếng làm dốc á. Đọc ơi, Ờ. đến đây. Đọc ơi, đến đây. Cái đấy trúc cát. Bỏ đá vào đấy. Đây à? Ừ. Miếng làm dốc hả? Đấy, làm dốc. Gấu cũng miếng làm dốc à? Máy xúc à, máy xúc xúc cát à, đổ đấy để lên trên cầu, chuẩn bị cho xe đi qua cầu nhỉ. Như làm gì đây, làm dốc à, làm dốc tí thả xe trôi xuống nhỉ. Ôi, xe đổ rồi. Đâu mua cho nhiều. Đâu mua cho nhiều mà. Cho nhiều gì? Chơi cá cháu phải ít rửa tay à? Không cần gì rửa. Lấy tay múc cá mà phải ít rửa tay. Ừ. Đúng rồi, tay bẩn. Rửa tay à? Ừ. Không chơi nữa à? Rửa tay chơi. Chơi ô tô. Miu cứ chơi đi. Chơi xong rồi rửa. Cái cầu đẹp nhỉ? Miu xây cầu giỏi nhỉ? Cái gì đấy? Ô ben, ô tô ben à? Em muốn đâu muộn đấy. Ô tô to thế. Con. Cún đâu có nhà đâu. Lâu đó nào. Dạ xấu rồi. Cháu ơi. Tạm ơi, ông đây. Con vẫn đấy ra. Đây, xúc cát ở đây cơ. Đây này. Không xúc ở đấy, xúc ở đấy hỏng đường. Xúc ở đây nhá. Đây, đi qua cái. Đóng tác rồi. Đóng tác đây. Dựng cái xe lên. Đây. Nào. Đây. Rồi, xúc bỏ cát này lấy tay bóc lên luôn. Cái đường này đi phải dốc dốc to chứ, ừ. Dốc to chứ, dốc nhỏ.
Cho đi qua hầm. Cho ô tô đi qua hầm. Đùa ra cửa. Đùa ra cửa không đi được. Phải đi qua hầm. Con bọ này. Đâu? Bọ. Cái ô tô con bọ đây. Đây là đấy. Thôi à? Mầm ơi, ô tô này à? Cho vừa cát thôi. Quay phim rồi. Ừ, quay cho quay cho ba coi nhỉ. Trời ơi, yêu quá. Nó mới chạy này à. Rồi. Vậy để đấy. Để đấy à. Đâu, xem Miu làm gì ạ. Ồ. Đang ở dưới chơi. Thôi, nhẹ thôi. Làm được. Được à? Đâu. Thế thôi, vào nhà xem có cái gì lấy được ra đây chơi nhỉ. Đi. Từ từ à? Đường dây à? Sửa cái đường đi. Làm cái đường nó đẹp đó. Chúng tôi phải đi lên dốc đây à? Ừ. Đây là góc này, làm góc. Đạp ơi, đến đây. Đạp ơi, đến đây. Đấy, trúc cát, bỏ đá vào đấy. Đây à? Ừ. Đây là góc hả? Đó là trong góc. Gấu cũng là góc à? Máy xúc à? Máy xúc, xúc cát à? Đổ đấy, để lên trên cầu. Chuẩn bị cho xe đi qua cầu nhỉ. Ôi. Như làm gì đây? Đang làm dốc. Làm dốc à? Làm dốc tí thả xe trôi xuống nhỉ. Xe đổ rồi. Đừng có cho nhiều. Đừng có cho nhiều màu. Cho nhiều gì? Chơi cát xong phải đi rửa tay à? Không cần gì rửa. Lấy tay múc cát mà phải đi rửa tay. Ừ. Đúng rồi. Tay bẩn. Rửa tay à? Dạ. Ừ. Không chơi nữa à? Rửa tay chơi. Chơi ô tô. Miu cứ chơi đi. Chơi xong rồi rửa. Cái cầu đẹp nhờ. Miu xây cầu giỏi nhờ. Cái gì đấy? Ô tô. Ô ben, ô tô ben à? Ô tô ben. Em muốn đông muộn đấy. Ô tô to thế. Không. Cún đâu có nhà đâu.
Alo, rõ nào? Dạ cháu ơi. Cháu ơi. Tạm ơi, ông đây. Con vẫn đấy ra. Đây, xúc cá ở đây cơ. Đây này. Không xúc ở đấy, xúc ở đấy hỏng đưa. Xúc ở đây nhá. Đây, đi qua cái. Đóng tác rồi. Đóng tác rồi. Dựng cái xe lên. Đây. Nào. Đây. Rồi, xúc bỏ cá này lấy tay bóc lên luôn. Cái đứa này chứ phải rất rất to chứ. Rất to chứ, rất nhỏ. Rồi. Nó nhiều rồi. Nhiều thế. Cho đi qua hầm. Cho ô tô đi qua hầm. Đưa ra cửa, đưa ra cửa không đi được. Phải đi qua hầm. Con bọ này. Đâu? Cái ô tô con bọ đây. Đây là đấy. Thôi à? Mẹ ơi, ô tô này à?